Hello, anh ta xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại là anh ta xin đã phát hiện ra ở trên ngọn của cây xanh có một cái chiếc đuôi của con kỳ nhông, nó rất là dài nha mọi người. Anh ta xin sẽ chụp lên nó, chụp lên cái đuôi. Rồi. Đây nha mọi người. Đây. Chiếc đuôi nó vẫn đây. Còn thân nó thì không biết đâu rồi. Đây. Đó. Nó tuyệt vời nha mọi người. Đó. Rồi. Bye bye.